đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chị Kính Đố Vui. Ở đây có bạn nào thích chơi game vào những ngày nghỉ không nhỉ? Hôm nay chị Kính mời các bạn khám phá về Học viện Liên Quân nhé. Bạn nào đã biết về game Liên Quân Mobile rồi thì like video, còn bạn nào chưa biết thì hãy nhấn đăng ký kênh ngay để cùng khám phá về Học viện Liên Quân nào. Let's go. Câu 1, đâu là màu của thanh máu đồng đội trong team? Không chơi game chúng ta cũng đoán được đó là màu xanh dương đúng không nào? Màu đỏ là máu tim địch, khởi động nhẹ nhàng như vậy thôi. Sang câu 2 nào. Câu 2, làm thế nào để chiến thắng tim địch? Nhà chính của team là thắng nha. Bạn nào mà chọn tiêu diệt quân địch là toang rồi. Tướng địch thì hồi sinh liên tục được mà. Câu 3, thế còn đây là vị tướng nào? Nổi tiếng với nụ hôn gió chết người, Vera có thể ném ra một con rơi địa ngục và triệu hồi 5 con rơi địa ngục cơ. Xử đẹp các cô nàng tới gần nửa còn lại của mình. Ơ mà, người yêu của Vera là ai nhỉ? Để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Có biết bay hay không? Vera không bay được đâu. Chắc là nhiều bạn bị đôi cánh kia đánh lừa lắm nhỉ. Haha, các bạn có muốn sở hữu một đôi cánh vô tri như vậy không? Đoán giúp chị Kính tên của vị nữ tướng trong bức hình này nào. Quá dễ phải không? Đó là tướng Alice, chị đại trong làng bánh bèo. Nói Alice là chị đại bởi cô nàng rất hổ báo, ngộ không còn phải dén cơ mà. Hello. Win. Câu 6, Alice không bao giờ chia sẻ thứ gì cho mọi người. Ta-da, Alice sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ trừ bánh kẹo nha. Cô nàng này có ham ăn quá không nhỉ? Thì các bạn có biết đây là bổ trợ gì không? Thanh tẩy là câu trả lời vô cùng chính xác. Người sử dụng bổ trợ này thường là xạ thủ hoặc pháp sư. Đấy, các bạn xem, Van Helsing mà cầm thanh tẩy là chấp luôn cả đòn choáng của Gildu. Là của vị tướng nào? Ây da,
bạn nào đoán được là Natalia thì hay quá nha. Cứ thế mà phát huy đi nhá. Natalia là pháp sư xinh đẹp bậc nhất vịnh Bắc Bộ. Nhan sắc của ả là hiểm họa địa ngục đấy. Nào ngờ cũng chỉ là một cơn gió vô tình. Có tên là gì? Bật mí một bí mật, độc nha thú chính là thú cưng của Natalia. Đó là kết quả của việc Nata nhờ Vera xóa bỏ lời nguyền. Mới chơi liên quân, chị Kính cứ nghe thành ngọc ngà với cả rồng ra. Các bạn thường nghe ra là gì? Đào hoa nhất liên quân. Còn ai ngoài anh bạn Florentino nữa? Ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền, ngày ngày tung hoa nhặt hoa. Tôi mà cầm Zuka thấy Flo tung hoa là tôi chạy mất dép luôn á. Chính là người đã chỉ dạy từng chút một cho Helen đó. Điều đáng buồn là khi Helen có được sức mạnh thì sư phụ cũng đã già đi mãi mãi. Chị Kính nhớ Pena quá cả nhà ơi. Liên quân mobile. Cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh. Ra đích thị là vị tướng bị ghét nhất. Bởi anh chàng này có những cú đá và dồn sát thương cực chuẩn. Chrissy mà gặp Ra thì là khóc thét luôn á. Tướng nào có nhiều skin nhất? Violet có nhiều skin nhất, tổng cộng có tới 17 bộ trang phục xịn sò. Thế này thì 2 tuần không mặc trùng bộ nào luôn. Còn các bạn thì sao? Đã sở hữu bao nhiêu bộ trang phục của Violet rồi nào? Ngộ không nhất. Đáp án nóng hổi vừa thổi vừa trả lời đây này, không phải là theo Anat, Toro mới chính là người hận Ngộ không nhất. Giống như trong phim Tây Du Ký, Ngộ không mang con của Ngưu Ma Vương hay chính là Toro cho Quan Âm. Đã thế là còn tặng cho vợ của Toro là công chúa Thiết Phiến vài cái gậy nữa chứ. Bảo sao mà bò lại không thích khỉ các bạn nhỉ? Câu 15. Vị tướng nào là người yêu của Theo Anat?
hay hay, Châu đi tìm Cọc hay là Cọc đi tìm Châu đây? A Thơ với Theo Anat quả là một cặp đôi thứ thiệt, chứ hay đi rình trộm như anh Batman thì làm gì có người yêu các bạn nhỉ? Câu 16, vị tướng nào xì hơi nhiều nhất Liên Quân? Có vẻ hơi bốc mùi, nhưng mà Timmy chính là con chồn sở hữu chiêu thức độc lạ khiến các đối thủ phải chết ngạt. Đó chính là chiêu thức giám thần lực sinh ra trong mỗi lần Timmy đau bụng đấy. Bạch tuộc giang hồ. Nói về cái độ chịu chơi thì nghĩ ngay đến đại ca Crash đến từ đại dương, nhưng đi bộ còn nhanh hơn cả gió. Xạ thủ tim bạn mà chạy không nhanh, anh Crash gõ cho một cây đinh ba là ngủ ngay. Sợ quá đi mất. Cũng chỉ là một cơn gió vô tình. Hóng phần 2 không nhỉ? Comment ngay những vị tướng mà bạn yêu thích nhất để chị Kính bóc chân sự thật về Học viện Liên Quân nha. Đừng quên là like video và đăng ký kênh cho chị Kính Đấu Vui để hóng những tin siêu hot, siêu hay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.